cần bên em nối máy trực tiếp cho anh gặp bên cơ quan công an thành phố Hà Nội để mình trình bày cái sự việc của mình không ạ? À, dạ em cứ nối máy với anh nếu mà có số em. Dạ rồi anh giữ máy nha. Xin vui lòng để trong giây lát điện thoại viên đang giúp quý khách chuyển đến đường dây nóng của cơ quan công an. Xin vui lòng để trong giây lát điện thoại viên đang giúp quý khách chuyển đến đường dây nóng của cơ quan công an. Xin vui lòng để alo phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội nghe đây. Dạ em mới được nhận một cái cuộc gọi từ bên bưu cục á, là em có một cái thư triệu tập đến cơ quan tòa án để giải quyết một cái mã thẻ tín dụng mà em mở ở Đống Đa Hà Nội á, mà rồi em có cái số nợ là 45 triệu đồng á, mà bây giờ là em muốn trình báo cái sự việc này thì như thế nào ạ? Tại vì em có thể là đây là lộ thông tin cá nhân của em. Vâng, thế đây thì trước khi tôi và anh làm việc, anh sẽ cho tôi biết là họ tên của anh chị đã. À, mình tên là Lương Quang Trưởng. Lương Quang Trưởng, đúng không? Dạ, dạ. Lương Quang Trưởng, trong từ Phạm Trưởng đúng không? Đúng rồi, chữ trưởng của Phạm Trưởng á. Vâng, anh trưởng anh sinh vào ngày tháng năm nào đấy ạ? Ngày 17 tháng 8 năm 1978. Bên kia bên chỗ bưu cục dạ nó là mã hồ sơ là 0859 7394. 0859 thì bao nhiêu đó? 7394. 7394 rồi. Rồi anh đọc tiếp ạ. Rồi mã thẻ tín dụng là 1268 1268 rồi. 4579 6626 6626 rồi. 4247 4247 à, 4249 4249 à, 4249 rồi. À, cấp ngày 19. Thực sự ra là số tiền này là anh mình sống ở trong Sài Gòn, mình đâu có bao giờ mà mình phải đi ra Hà Nội hoặc còn này kia mình mở một cái thẻ tín dụng ngoài đó. Tại vì thẻ tín dụng mình luôn luôn có vài tỷ, cần gì phải đi vay mấy chục triệu này. Có nghĩa là hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hay là Sài Gòn ạ? À đúng rồi, mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Thì cái sự việc anh Lương Quang Trưởng, anh vừa trình báo lên cơ quan chức năng rồi đây. Thì cơ quan chức năng của chúng tôi thì chưa biết được câu sự việc vấn đề anh Lương Quang Trưởng đang gặp phải đây là thế nào. Thì ngay bây giờ chúng tôi yêu cầu bộ phận thông tin của chúng tôi liên lạc trực tiếp trong phía bên tòa án nhân thành phố Hà Nội, vận dụng các mạng số hồ sơ anh cung cấp cho tôi đây là 0859 7394, yêu cầu bộ phận cái đó chuyển phát và hồ sơ của anh Lương Quang Trưởng tới đây chúng tôi để chúng tôi đối chiếu xem sự việc vấn đề của anh Lương Quang Trưởng đang gặp phải đây là thế nào anh Lương Quang Trưởng. Dạ rồi, ok ạ. Là tôi tắt điện thoại đi rồi chờ điện thoại hay là vẫn giữ nguyên ạ? Không, không anh bình tĩnh ạ. Thì ở đây anh cũng chỉ làm một quan chức năng. Thì đây trước là trong lúc chúng tôi chờ đợi hồ sơ thì tôi lên tòa nhân dân thành phố rồi chuyển phát qua rồi đây. Thì tôi cũng có một vài câu hỏi liên quan đến nhân anh trưởng ở đây để tôi lưu tất cả thông tin của anh vào hồ sơ tay của tôi ra cho đại diện. Để khi đối chiếu tất cả hồ sơ bên tòa là có trùng khớp với tên của hồ sơ của anh không? Và để tránh trường hợp tương tự trên hoặc có trùng khớp đây, đây là cung cấp số chứng minh nhân dân của anh là bao nhiêu đây này, anh Lương Quang Trưởng? Dạ, số chứng minh nhân dân. Dạ, 067. 067. Dạ. À. 7. Đã chờ chút xíu mình lấy. Đó. Nó mất tiêu rồi. 068, 068. Rồi. Rồi. 078. 078 rồi. 0085. 0085 rồi. Rồi.
bao nhiêu đó? Đúng rồi anh, 4 số 0 8 5 là đúng rồi anh. Ở đây đây là số chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước công dân của anh ạ? Thẻ căn cước. Tức là 068 này, 078, 008 là bao nhiêu đó? 0085. 085 ở đây tức là thẻ căn cước công dân của anh là 12 số. Thì đó đúng rồi đó, 12 số. 068 078 08 0085. 008 0085 rồi đúng không? 08 rồi 0085. 8 8 1 8 2 0 0 9 đúng rồi. Rồi anh còn thông tin nào anh biết làm sao? Thực sự ra là số tiền này là tôi anh mình sống ở trong Sài Gòn, mình đâu có bao giờ mà mình phải đi ra Hà Nội hoặc còn này kia mình mở một cái thẻ tín dụng ngoài đó. Tại vì thẻ tín dụng mình luôn luôn có vài tỷ, cần gì phải đi vay mấy chục triệu này. Có nghĩa là hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hay là Sài Gòn hả? À, đúng rồi, mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Thì cái sự việc anh như quan trưởng, anh vừa trình báo lên cơ quan chức năng rồi đây. Thì cơ quan chức năng của chúng tôi thì chưa biết được câu sự việc vấn đề anh Lương Quang Trưởng đang gặp phải đây là thế nào. Thì ngay bây giờ chúng tôi yêu cầu bộ phận thông tin của chúng tôi liên lạc trực tiếp cho phía bên tòa án nhân thành phố Hà Nội và dựa các mạng số hồ sơ anh cung cấp chúng tôi ở đây là 0859-7394. Yêu cầu bộ phận bên đó chuyển phách toàn bộ hồ sơ của anh Lương Quang Trưởng tới đây chúng tôi để chúng tôi đối chiếu xem sự việc vấn đề anh Lương Quang Trưởng đang gặp phải đây là thế nào anh Lương Quang Trưởng. Dạ rồi, ok ạ. Là tôi tắt điện thoại đi rồi chờ điện thoại hay là vẫn giữ nguyên ạ? Không, vâng, anh bình tĩnh ạ. Thì ở đây anh bình tĩnh làm một quan chức nào. Thì đây trước là trong lúc chúng tôi chờ đợi hồ sơ thì chúng tôi tỏa nhân dân phải sửa đổi chuyển phát qua rồi đây. Thì tôi cũng có một bàn câu hỏi liên quan đến anh trưởng ở đây để tôi lưu tất cả thông tin của anh vào hồ sơ tay của tôi ra cho đại đình. Để khi đối chiếu tất cả hồ sơ bên tòa là có trùng khớp với tên của hồ sơ của anh không? Còn để tránh trường hợp trên tên hoặc có thể nhận đặt đây, thì anh là cung cấp số chứng minh nhân dân của anh là bao nhiêu đây này, anh đưa con trưởng. Dạ, số chứng minh nhân dân hả? Dạ, 067. 067, rồi. Dạ. À... 7, đã chờ chút xíu mình lấy. Nó mất tiêu rồi. 068 068. Rồi. Rồi. 078 078 rồi. 0085 0085 rồi. Rồi. Bao nhiêu đó? Đúng rồi anh, 4 số 0 8 5 là đúng rồi anh. Ở đây đây là số chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước công dân của anh ạ? Thẻ căn cước. Tức là 068 này, 078, 008 là bao nhiêu đó? 0085. 085 ở đây tức là thẻ căn cước công dân của anh là 12 số. Thì đó đúng rồi đó, 12 số. 068 078 08 0085. 008 0085 rồi đúng không? 08 rồi 0085. 068 này. 078 008 thì bao nhiêu đó? 0085. 08 0085. Bảy tám xong rồi, 0808085. Tức là 085 cuối cùng đúng không? Đúng rồi. Rồi, anh có nhớ được việc cấp vào ngày tháng năm nào không? Anh có chuyện. Cấp ngày 27 tháng 5 năm 2018. 27 tháng 5 2018. Do công an tỉnh thành phố nào cấp cho anh ở đây? À, do thành phố Hồ Chí Minh cấp. Chúng tôi điều tra làm rõ sự việc này và chúng tôi có những công văn bản của tôi đây và chúng tôi muốn gửi
cho anh cho là người theo địa chỉ bàn tay là chính xác cách đây anh đưa qua kiểu. Địa chỉ nào ạ? Địa chỉ nhà của anh ạ. À, chung cư Phú An. Chung cư Phú An. Ừ, đường Lê Thị Riêng. Đường Lê Thị gì ạ? Lê Thị Riêng. Riêng, nó chỉ riêng tư đúng không ạ? Riêng lẻ đó. Rồi rồi. Rồi. Đường Lê Thị Riêng. Phường Thới An, quận 12. Hả? Buôn bán bất động sản nhỏ nhỏ thôi. À, mọi người nè, đây là một hình thức gọi là lừa đảo khi mà mình bị để lộ thông tin. Mình thì do một cái sơ suất mình chụp mình để lộ thông tin của mình lên trên Facebook thì một số đối tượng bắt đầu nghĩ rằng là rất là dễ dụ mình, thấy không? Tạo ra một cái kịch bản là mình đang bị một cái gì đó. Nó trước hết là nó tạo ra một cái cú lích để làm thanh toán sai mã thẻ của mình, xong tạo cho cái tài khoản mình bị khóa. Xong sau đó đó là buổi ngày hôm sau sẽ gọi điện thoại tới và nói rằng mình đang bị cơ quan công an của một thành phố khác, tỉnh khác mời mình đến, và bắt đầu bày ra rất là nhiều trò phải liên hệ với cơ quan công an đồ này kia để điều tra xét hỏi đồ này kia. Mọi người nên nhớ rằng là nếu như mà mọi người bị như vậy thì việc đầu tiên là ngân hàng họ có số của mình, họ sẽ gọi, họ nhắc nợ mình và họ sẽ ấy, thì mình đem cái tiền cái gì đó mình ra trực tiếp ngân hàng hoặc là đến cái cơ quan công an gần nhất của mình trình báo cái sự việc. Tránh cái trường hợp mà nghe điện thoại xong đọc cái thông tin cá nhân trở lại cho người ta để xác định thông tin cá nhân để người ta làm việc khác. Ví dụ như người ta hỏi cái gì, cứ đọc số của cái số chứng minh hoặc là sổ thẻ căn cước của mình sai đi, ngày tháng cấp sai đi, để cho họ không thể thực hiện cái giao dịch bằng thí dụ như mình tài khoản đó, mình nói ở tài khoản của mình có tới mấy chục tỷ nhưng mà thực chất ra tài khoản mình không có gì hết á, cho nên là không bao giờ thanh toán được. Hiện tại mà đưa tiền vào trong ngân hàng là cả một vấn đề, với những cái đại loại rất là dễ thất thoát mà ngân hàng thì chả bao giờ chịu trách nhiệm với cái vấn đề này đâu. Có thể nói là tại mình cung cấp cái thông tin, cho nên là đặc biệt mình nghĩ rằng là sau khi cái cuộc điện thoại này thì sẽ có nhiều người gọi điện, còn có một cái gọi điện nữa, nhưng mà với cái cách nói chuyện của mình thì chắc là cúp ngang kiểu này thì có thể là đã chạy luôn rồi, họ biết rằng mình đã có những cái gọi là phòng bị rồi. Nói gạt ai thì dễ, nhưng mà gạt anh Ba Tử Vi thì chắc là chờ thêm mọc thêm mấy cái râu nữa đi, đúng không? Các bạn không có, khi mà nhận được thông tin kiểu gì thì cũng lập tức đi ra với ngân hàng và ra tới mọi thứ để mà giải quyết, chứ không tin bất cứ một cuộc điện thoại nào chuyển tiền hay làm bất cứ một cái gì. Nói thiệt chứ biểu tôi chuyển tiền cho ai hả, chứ còn mơ đi ha. Thời buổi công nghệ, cái chuyện mà để lộ thông tin thì đôi khi nó rất là đơn giản. Với cái người mà cái số lượng người theo dõi mình như thế này, rồi lâu lâu mình up thông tin rồi này kia, cái chuyện nó mất mát rất là đơn giản thôi. Nhưng mà cái cẩn thận của mình là gặp sự việc gì, đúng không? Không có tin ai, dù đó là công an đi nữa thì đơn giản thôi, gọi điện. Đắc biết sinh chức danh gì hết. Tôi tên gì? Đại úy, thiếu úy, trung tá gì đó. Mấy đứa tụi em đi gạt người khác á, anh vậy luôn nè. Gạt thì làm ơn, phải có đầu tư một tí xíu, đúng không? Nói ba câu là nghe biết xạo nằm ở chỗ nào rồi. Đầu tiên là thấy mã số của điện thoại bưu điện gọi cho mình thì mình cũng hơi hoang mang một tí, nhưng mà dùng trí não mình suy nghĩ một chút, cái gì cũng vậy, hít thở thở bình tĩnh và giải quyết sự việc một cách nhanh chóng. Đừng bao giờ cuốn theo bất cứ cái gì để mà bị kẻ xấu lợi dụng ha. Mình chắc chắn rằng là thẻ mình hôm qua mình nhận được ở trong email là
đầu tiên hết là nó tấn công thẻ mình, là nó sẽ sử dụng cái thẻ tên của mình nó đi thanh toán, và thanh toán không được thì ngân hàng sẽ khóa thẻ mình đó. Và ngày hôm sau chắc chắn là mình sẽ gặn được cuộc điện thoại như thế này anh, như nãy giờ vậy đó. Ban đầu là gọi cho bưu điện đọc cho nghe một cái thư triệu tập của tòa án một cái tỉnh nào đó, đúng không? Và mình nở thẻ tỉnh đó, mình vay nợ mình không trả tiền, và tiếp tục là đến chuyển đến cơ quan công an ha, rồi ở cơ quan công an hỏi thêm thông tin rồi này kia, chắc chắn là lộ thông tin rồi. Cho nên là tài khoản của quý vị các bạn các anh chị em có bao nhiêu tiền, làm ơn chuyển qua tài khoản khác hoặc là báo với ngân hàng lóc cái tài khoản đó lại cho tôi. Chuyển qua một cái tài khoản khác hoàn toàn mới với một cái hoặc là ngân hàng mới, đúng không? Thời buổi này công nghệ không phải là ngân hàng lỏng lẻo, mà là ngân hàng ở Việt Nam là quá lỏng lẻo thôi, chứ còn lỏng lẻo thì chưa đúng, đúng không? Rồi hy vọng rằng mình chia sẻ này là phòng ngừa cho mọi người không bị mất tiền oan. Chúc mọi người vui vẻ.